Rồi cô em nó vừa đi câu về, nó mang con ra một con chấm đen để ăn. Anh em 20, 40, 60, 80, dài 90 phân anh em, gần 1 mét. Anh em đoán này bao cân? Đây, tính từ chấm đuôi đến đầu là 90 phân anh em nhé. Sáng nay thì cũng có tranh luận với một bạn, bạn ấy bảo là thử thì cá thì không lên, bạn ấy không thích cái kiểu là đặt dép mấy cả đặt chân lên cá, nhưng mà mình dân Hà Nội anh em mình cứ quen thế nhá, bây giờ thì mình vẫn cứ đặt anh em ạ. Cái tông khúc đuôi to hơn cái tông anh em nhé. Hà Nội chả có cái trò gì, mình đi câu xưa nay mình thử toàn là cái kiểu vứt dép lên này thôi. Nếu mà không vứt tông vứt dép lên thì anh em lại bảo chắc là nó 2-3 cân, nói điêu đúng không? Đó. Nên là bạn ấy bảo bạn ấy góp ý, nhưng mà về cơ bản là mình vẫn cứ thích cái kiểu này. Đó, vậy đây anh em. Vậy chấm đen này, trời ơi anh em, này dán phồng tôm được không nhỉ anh em? Thôi lại sai thôi. Thì cô em nó oánh lên được, cô em nó đánh lên được 5 con anh em nhé, 6 con, 4 con chấm đen, 1 con chép, 1 con nheo. Ok, giờ mình làm thịt thôi, tối mấy anh em lại ngồi. Anh em đoán thử xem mấy cân nhá. Con này thì cô em đã cân thử rồi, xem anh em đoán nó có chính xác hay không.